គោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី19ហ្នឹងបាទគណៈពេលនេះនៅម៉ោង8កន្លះព្រឹកបងប្អូនបានហូបបាយហូបអីហើយនៅប្រទេសបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការថតចេញពីផ្លូវព្រះអង្គឌួងហើយថាបងណាពីនេះទៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបានទស្សនាមើលតាមបងប្អូនដែលនៅខាងវត្តភ្នំនៅខាងនេះបងប្អូនណាចូលខមមិនលេងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ពីបងប្អូនផងដែរបាទខ្ញុំធ្វើការដើរពីខាងក្រោយធនាគារកាណារីយ៉ាទៅបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យចេះដូចជាអត់មានបងប្អូនយើងលក់ដូរអីច្រើនទេថ្ងៃនេះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រមានបងប្អូនយើងគាត់លក់ដូរច្រើននៅក្លបនេះបងប្អូនគាត់លក់ជាបាយម្ហូបលក់ជារបស់ញ៉ាំអីច្រើននៅជួរខាងខាងនេះគឺថាថ្ងៃនេះមេឃបើកថ្ងៃមែនតើម្សិលមិញមេឃរៀងសត្វំពេលព្រឹកតែថ្ងៃនេះមេឃបើកថ្ងៃល្អមែនតើខ្ញុំធ្វើការឲ្យបងប្អូនមើលមកចុំវិញបន្តិចបងប្អូនអធនីគាមិនថាមានបងប្អូនយើងលក់អីតិចតួចដែរនៅផ្លូវនេះបងប្អូនថាមានលក់បាយស្រោបាយអីទៅដែរធ្វើ vlog ចូល YouTube បងថានៅជ្រុងខាងនោះគេថាមានការមមាញឹកមែនតើបងប្អូនយើងគាត់សាងសង់នៅអាភិយមួយតែខាងក្រុមហ៊ុន Royal Group គាត់អ្នកសាងសង់បងប្អូនបងប្អូនអាចមកបានទៅកាដាឆ្លងផ្លូវទៅខាងមុខបន្តិចខ្ញុំមកប្រកាសថាគេនឹងសាងសង់អគារដែរទេបងប្អូនប៉ុន្តែឃើញគេដាក់នៅលើស្លាកបាណយដូចជាគេដាក់ក្រុមហ៊ុនចេត្រាសដូយ៉ាបែងបងប្អូនជាខាងធនាគារហេឥឡូវយើងទៅកណ្ដាលទៅមុខទៀតបងប្អូនតុកតុកឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំនេះបងប្អូនសុខសប្បាយទេបងប្អូនបងប្អូនអាចចូលខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទត
hay có xong mà chia sẻ để nhóm pra bị bệnh pra để mình sử vô xong hay mình xong rồi mới không bọn ai chỉ comment nông lẹ cả nè đi con sạch bà nè phong đại phát nhóm tập tật thôi vì đồ giấy vì chế bàn phí bởi vì đồ đại tế bàn chẳng bọn bọn ai chỉ đi con nông lẹ cả nè sạch bà nè bàn. Có những bà anh ở nên một tí mà con xong đấy ở thế này kia Prey Sunny Campuchia đây mà con thế này kia Prey Sunny Campuchia đây ở nghĩa màu hàng xanh đây ní cứ bốc từ sạt thứ mấy bọn con bây giờ nó bao thai lộ mình tên này tôi chưa bao thai đấy mình ta ở sơ cái nào với bọn bọn mình ta mới nhờ mây sạch tùng mong là bạn có nói mây sạch tùng bọn bọn mình thân đây chùa phơ ní đi chiêm miên đam chơ tràn mình thân bọn đam chơ tôi thông hay tràn nơi khang ở vật nông này bọn chẳng có ai chùa nông ca ở mọi cái nào còn này bọn chẳng này chưa sợ rạp giáo và bọn đam chơ ăn cho mình lại cho chân ăn bằng bọn ai chơi tốt bằng đau bằng ca trong cổ phí cổ thầm chết hôm nay bằng bọn chân dân cho rôm thay xa đỏ này em thức ăn xong lâu tới khả năng đi. Trong bữa hành phết mà cái lại ngoài lòng bọn nữa trong anh ta từ bọc trăng nốt có tự đo là khăn bọc nông rung đi thang bọc nông đang bọn ta ở trong trong đa bữa hành chung quanh năng hai vòng bọn mơ bàn tra này sáng học bọn được tràn mạnh tên nơi ở nông phết này con dân mau bị cục khăn cục khai cục trong được không
khơi hàng gia đình. Tham với đâu một lọc còn tham với đâu một lọc tham với đâu một lọc pet này ta sao pet phải ấp đuông mong bồn ở đâu mà to mà thật thật bây giờ con chọn pet mà không tham với mong bồn chụp rót dương mau tin đi chan mình phải pet phải ấp đuông tâm mới vào. Bọn con này mít pet mùi tiết bọn con và to phì pet bọn đúng mít pet xếp tay bọn con pet này pet bọn đúng này bọn thấy ai cứ xả ca cho môi ở này coca này bọn con nhỏ đang ăn khô lực tập rớ khoai cả cái bài hát mà con tới tiết nơi thằng múc mà con ở thôn nào vì đi tới thằng múc để chuyện đó ở vị miết ai cái đấy bằng con hôm nay vì trong mình nhóm bài hát nhé trong mình ai cái đấy hay dân bọt màu khẳng này vẫn cứ từ khang rôm nỉ than bọc nồng mà con chẳng ngờ nhầm thức khác đã từ một tiết thân stop ở đây nơi cắt trong này đây cứ ở sả lá kem ẹt đúng không? Đồng con này đã ở toàn sò sả lá như ấy được có trong riêng nó phải đã phải chọc nạn thì đọc phí bóng con ai mà riêng này bạn bóng con sả lá kem ẹt sả lá business bóng con nên miền xuân mới đã một con ai phê được nghỉ chơi có phải ra cây bông con ai ta hát tan lên ai mà cũng sang đây coi lên relax mà một con
phê lợi dân thức ăn đa từ một từ tiệc cái lợi chấp đám ba ngày riêng cái nào ở tới cho một bộ mau vậy xuyên tình vụ này thay mà thoát ban đò bay bắc mau có mùa giấy và hai chị là o bằng bộ về từ chè hay ở tam phong miền ở đâu có chia đây cho ai đó về ở miền tây hà bằng bộ ta lỡ là thấy vậy vì đồ cài cái đó với nhóm sư diêm ở thọt vì rất bận lầm con bọn chắc sẽ nè mơ mình thức áp 2 nhờ em tích một bộ anh cứ chia ở cái xung rai này thăm bộ luôn nơi hàng một nọ nó không tới chết ở miền rốt sông nặng lọc dây ở đôn phình mà thôi nói dân thức ca đã ở lan tư thần lơ qua đây bong bon mà hình tình bong nấy rôm đi thanh vật nồng nên đang tiết liên này thông mình tên về là rồi xe lang ấy từ chim miên chân bỏ tới Israel cọt màu tới sân nhà ở tin đi không đại mong còn chúng dân bỏ ra cái thức ăn đa từ hàng ở rộng lịch hàng của dân
ពូពូក៏លេងតាត់សៃនៅខាងមុខខាងស្នាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺនេះបងប្អូនអាកាសនីកម្ពុជាបងឯងបងប្អូនតិចនៅខាងមុខនេះមានសួនសម្រាប់ក្មេងលេងបងប្អូនខ្ញុំដូចជាដែរចូលខាងក្នុងដែរខ្ញុំមកហោះជីកហោះរហូតបងប្អូនសួស្តីទេអូនព្រឹកនេះស្ងាត់ទេអូនចឹងឥឡូវយើងមកចូលទៅក្នុងរមណីយដ្ឋានបងប្អូនបងប្អូនទស្សនានៅតាមនៅខាងមុខបងប្អូនយើងគាត់លក់ជាលក្ខណៈរបស់យកទៅសែនមានផ្កាឈូកឈូកទៀនហ្នឹងបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងនេះអមត្រជាក់មែនតើបងប្អូនអារម្មណ៍ថាខុសគ្នាដាច់ពីយើងដើរពីផ្លូវមកខុសគ្នាដាច់ហ្មងព្រោះថានៅខាងក្នុងនេះមានដើមឈើច្រើនតូចធំច្រើនបងប្អូនហើយមានសត្វស្លាបសត្វអីច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាសត្វអីទេបងប្អូនបងប្អូនដែលដឹងអីជួយខមមិនផងខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងសត្វអីនេះបងប្អូនខ្ញុំទៅថតចិត្តតិចអូអូខេឥឡូវយើងដើរទៅមុខទៀត
ត្រជាក់មែនតើនៅខាងក្នុងចឹងនេះហើយជាអត្ថប្រយោជន៍តាមឈើបងប្អូនតែបើមានដើមឈើច្រើនមិនថានៅខាងមុខផ្ទះយើងនៅទីណាក៏ដោយហើយមានដើមឈើច្រើនគឺវាជួយទប់កម្ដៅទប់ហ្នឹងមែនតើវាអត់សូវក្ដៅបងប្អូនចឹងតែអស់ដើមឈើអស់អីទៅអមអាចនឹងក្តៅខ្លាំងអាចនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិអីច្រើនអីចឹងតែបងប្អូនត្រេនដែរលោកដដាច់ឯងក៏ត្រេនអត់ដាច់ឯងមើលលោកឯងខ្លះគូថតឲ្យបងប្អូនយើងមើលឃើញជួយទិញខុនថេនមកបងប្អូនបើសិនមកខាងរមណីយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះច្រើនច្រើនថានៅខាងមុខខ្ញុំនេះវាជាមានកាហ្វេបងប្អូនមានហាងកាហ្វេមួយនៅខាងក្នុងខាងមុខនេះយើងដើរទៅខាងមុខបន្តិចទៀតបងខាងមុខនោះគឺជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអឺវាជាគេអត់ឲ្យថតទេបងប្អូនតែឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចចឹងឥឡូវយើងធ្វើការដើរទៅមុខទៅទៀតជាណាស់បងប្អូនជាមែនតើនៅខាងក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះបងប្អូនក៏អាចជាមកអង្គុយលេងមកពីលក្ខណៈដើរហាត់ប្រាណអីនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះបងប្អូនពេលងាកឡើងក៏ទៅព្រឹកឡើងអីគឺថាខ្សល់ត្រជាក់មែនតើនៅខាងក្នុងបងប្អូនខ្ញុំថតរូប
nơi ở cái lại internet như là cái này không có. Nó sát mình tên nít nơi thẳng một lòng bộ cái lợi dân thật ra đã tự thẳng một cái chết lòng bộ miền bom bồn dương có tốt rồi nhưng thấy có tốt phải cay bản thân sao phim 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 bom bồn chúng ta nơi ở hàng trăm tích bom bồn cái chuyện nhầm thời gian đã lan tới hàng lờ hoặc hai nhầm bom mờ không có test nè phô phô gọt lên tập xoay yeah. Lại dân mà đã cho tới lan hàng một cái hồn chắc là dân thực ra là tới hàng lửa thì nó còn nó xong đi chấp làm cái đau mình tờ này mình đục sẵn ôm sẵn kháng cảm ơn đám thực ra thoát và hành bị khẳng lời bằng phòng nữa okay, lỡ dưới thực ra chôn là tiên còn lại sẽ cả rạng tới dòng bốn chúng thoát và hành dòng bốn mơ nơi khẳng khăn ông tích lấy bông ở nhưng ai cho thọt hàng khăn ông tích bàn ọt ở con bông ở con
ខាងខាងក្រោយនេះមានការដាក់ខាងលោកសំណាក់ច្រើនមែនតើបងប្អូននេះតាមមានរូបដាក់ពុទ្ធអង្គហើយនឹងវត្ថុមួយចំនួនច្រើននៅខាងក្រោយនេះបងប្អូនអូមានតែប្រខាន់ទេបងប្អូនប្រខាន់នៅខាងក្រោយអត់ណថាប្រខាន់អីទេបងប្អូនសូមឥឡូវនេះយើងធ្វើការចេញទៅវិញបងប្អូនមករៀបរាប់ឈ្មោះមើលឈ្មោះអីគេមកឈ្មោះផានិតឈ្មោះផានិតរៀនថាទីម៉ានទី4ណែហើយសំងាញ់រៀនហើយអូនគាត់ភ្នាក់នេះអានផ្លោះទី4ហើយជឿសុខវ័ននៅខាងក្រោមនេះនេះជាមានកន្លែងអ្នកតាចិនបងប្អូនដែលចំណាំថាបងប្អូនយើងគាត់ចង់មកកាត់គ្រួសសុំសេចក្តីសុខអីគាត់មកបន់ស្រន់គាត់មកសែនព្រែននៅខាងក្រោមបងប្អូនខ្ញុំទៅកាត់បង្ហាញខាងនេះតិចទៀតខាងក្រោយនេះខាងក្រោយនេះបងប្អូនយើងគាត់មកបន់ស្រន់គាត់មកសុំសេចក្តីសុខពលចំណានអីនៅខាងក្រៅនេះបងប្អូនជំនួយទៅការបង្ហាញនៅខាងក្រោមបន្តិចទៀតរបស់អ្នកតាចិននេះហើយនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំធ្វើការដើរចុះទៅខាងក្រោមវិញបងប្អូនI'm not sure.
ឃើញបងប្អូនឥឡូវយើងទៅកាត់ដើរទៅខាងក្រោមវិញចូលទៅខាងក្រោមវិញបងប្អូនដូចជាមានការជាប់ជើងតិចខ្លាំងហើយជាដើររៀងស្រាលបន្តិចទឹកនេះទៅចុះណារៀងស្រាលបន្តិចកាត់អីហ៎ដើម្បីបងប្អូនអស់គ្នាមើលបងជាការកំសាន្តនៅពេលទំនេរដើមបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្វើការបិទវីដេអូឲ្យបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើការដើរមើលជុំវិញនេះបន្តិចទៀតសិនបងប្អូនដូចជាមានបងប្អូនយើងមកច្រើនគួរសមពេលព្រឹកនេះតែខាងនេះយើងធ្វើការថតហើយពេលដើរមកហើយយើងធ្វើការដើរទៅខាងមុខទៀតផ្លូវត្រង់នោះបុកទៅខាងនេះបងប្អូនផ្លូវស៊ីសវត្ថិផ្លូវមកទន្លេឆ្លងផ្លូវទៅខាងមុខតិចខាងក្នុងរមណីយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបងសញ្ញាធ្វើការដល់ខាងមុខទីទៀតយើងធ្វើការបិទវីដេអូបង
ในจังจุกนี่นะวิดอกไกลๆที่วิดอกประตูเด็ดบางโพนคำแทนบางโพนหนังช่วยจัดวิดอกในของได้บ้างให้ก่อส่งมาเชื้อสไนหนังต่อไปต๊อกนะเพื่อไปฟังมันซื้อซ้ำรมสมองบางไอ้ดิคนยมน้องแล้วกันนะในสุดท้ายนะบ้านของผมแค่ประหารมาบอลมาชมเดียดต่อไปบัดวิดีโอบอลในนี้ได้คือเป็นคนแทบบกแทบบอล